Xin chào đón quý vị đến với một thiết kế hoàn hảo. Trước mắt quý vị đây là đôi loa DBX. Em nó đến từ nước Mỹ. Đôi loa này thiết kế với hai bát 25, hai trung và 4 tép. Hình thành phía trước quý vị đang nhìn đây là một e căng. Khi bỏ ra đây, trước và sau đều như nhau. Con này mặt trước mặt sau đều như nhau. Đấy. Khi bỏ ra như này và chính mặt sau này của nó cũng có một bát một tép như này và cũng có e căng chưa. Đây bên kia cũng vậy, bên này cũng vậy, mà trước và sau đều có e căng như nhau. Đấy. Mỗi một cục loa này, mỗi một bên loa này là thiết kế với lại hai con bát 25, hai trung, bốn con tép. Bốn con tép thì được úp trên một cái nền e căng. Đây em đang úp đây. Khi quý vị đây, quý vị đợi em chút để nhấc ra cho quý vị xem. Nhất em để ra ngoài cho quý vị xem. Đấy. Này. Khi em nhấc nó ra thì nó sẽ như đây. Quý vị nhìn thấy đây. Được chưa? Bên này cũng vậy. Này khi nhấc ra. Đấy. Nhấc ra thì nó sẽ như vậy đây. Chuyển nó sang đây. Được chưa? Được chưa? Quý vị nhìn thấy chưa? Vào đây, gỡ nốt e căng cho nhìn cho nó rõ hết. Tất cả e căng trên, e căng dưới, chụp xung quanh đều đầy, còn đầy đủ. Đây là đôi loa DBX. Đôi loa sản xuất từ USA, Made in USA, Mỹ. Đôi này có giá là 21.900.000. Đây. Em với mức giá là 21.900.000. Mặt trước của em nó thiết kế với một tép khác luôn nhé. Quý vị nhìn tép này, tép con này phía trước này. Đây mũi tên chỉ phía trước này. Và bên này cũng vậy. Bên này, con tép này khác này. Nhưng những con tép xung quanh đều được dập DBX hết này. Những tép xung quanh DBX này. Những con tép này lại khác nhé. Ba con tép còn lại khác với con tép phía trước. Bên này cũng vậy. Được chưa? Còn phía sau cũng thiết kế với một trung và một bát 25. Đấy, một chung một bát 25. Đấy, quý vị nhé. Sau đây mời quý vị đến với bản test của đôi này. Báo cáo quý vị là để nghe được chi tiết hơn, mời quý vị hãy đeo tai nghe vào giúp em, tai nghe, tai phone vào. Thì quý vị sẽ nghe được cái chất bát ấm, sâu, chi tiết hơn của những đôi loa này. Bởi vì em quay bằng điện thoại nên là quý vị nghe bằng tai phone nó sẽ chất lượng hơn rất là nhiều, khá là nhiều luôn. Mời quý vị đến với bản test nhất. Mời quý vị, em chạy bằng điện thoại luôn nhá. Test tất cả bằng điện thoại, test ngoài trời luôn. Đánh bát quá là hay luôn, nói câu gì. Khi yêu mới biết tình yêu là buồn, khi thương mới thấy sầu thương là muộn. Người chỉ là mộng đời tôi, người chỉ là mộng mà thôi. Men yêu thâm ướt tình duyên nghẹn ngào, ngày thơ rũ cánh phồn hương lệ sầu. Người đã dệt mộng vào ta, đời kỳ vì nghèo mà xa. Người ơi hỡi người, đó đây cho lòng bùi ngùi riêng ai. Mến nhau đêm thiết tha,
thương ai, ai biết được tâm hồn này. Duyên đâu đưa đến để duyên phụ này. Tình kỳ là giọt lệ rơi, đời kỳ là mẹ sau thôi, thì xin cúi xuống ngậm. Thấy sao? Chất âm chất bát của em nó rất là tốt, rất tốt, rất là hay luôn. Với tầm tiền 21.900.000 để có được một đôi này và nghe thưởng thức nghe nhạc thì không có gì bằng. Ai ai biết được tâm hồn này. Trời ơi. Duyên đâu đưa đến để duyên phụ người. Tình kỳ là giọt lệ rơi, đời kỳ là bể sầu thôi, thì xin cúi xuống gầm. Là bể sầu thôi, thì xin cúi xuống gầm ngồi. Tình kỳ là giọt lệ rơi, đời kỳ là bể sầu thôi, thì xin cúi xuống gầm ngồi. Mời quý vị đến với em đo kích thước, đợi em một chút em đo kích thước cho quý vị đã, sau đó tiếp tục sang clip thứ hai, em test bản nhạc thứ hai cho quý vị. Con loa này có chiều cao, nếu mà tính cả e căng thì nó phải 86 phân, căng 86 phân, 85-86 phân. Chiều ngang 37, chiều sâu cũng 37. Đấy. Sau đây mời quý vị sang với bản test thứ hai. Em chuyển dòng nhạc khác cho quý vị. Chuyển sang dòng nhạc quý vị thích nghe dòng nhạc nào? Cổ hay nào? Thôi thử dòng nhạc không lời tí đi. Rất là nhẹ nhàng luôn. Thank you.
là toàn bộ clip em vừa giới thiệu đến quý vị đôi loa DBX dòng loa của Mỹ. Quý vị nếu có nhu cầu thì alo đến số điện thoại là 0911 169 961. Em trân trọng cảm ơn.